Sáng 23 tháng 9, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tuyến đê ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa bị vỡ. Qua xác minh, thông tin này là sai sự thật. Sáng 23 tháng 9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin cùng hình ảnh phản ánh tuyến đê qua xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa bị vỡ và nước ngập sâu. Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cho biết thông tin nói trên là hoàn toàn thất thiệt. Do ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước sông Lèn vượt mức báo động 2, khiến nhiều hộ dân ven đê thuộc các xã Thuần Lộc, Phong Lộc, Quang Lộc bị ảnh hưởng. Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán hơn 100 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong các ngày gần đây, thì mưa lũ diễn biến phức tạp đã gây ra ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương của Thanh Hóa, đặc biệt là tại huyện Mường Lát, khiến nhiều học sinh và người dân địa phương phải sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Sáng 23 tháng 9, trước tình hình nước sông Mã đang có chiều hướng lên nhanh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa vừa phát lệnh báo động 2 trên sông Lèn và hạ lưu sông Mã, đồng thời yêu cầu các địa phương lên phương án ứng phó di dời dân đến nơi an toàn. Theo công điện cập nhật vào lúc 4 giờ ngày 23 tháng 9, mực nước sông Mã đo được tại trạm Thủy Văn Lý Nhân là 10,51m, dưới mức báo động 2 là 0,49m. Tại trạm Thủy Văn Giàng là 4,69m, dự báo mực nước sông Mã tại trạm Thủy Văn Lý Nhân có khả năng đạt mức báo động 2, tức là 11m vào khoảng 9 cho tới 11 giờ cùng ngày. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa phát lệnh báo động 2 trên hạ lưu sông Mã, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trên triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động, tổ chức kiểm tra, rà soát và có phương án xử lý, đảm bảo an toàn cho công trình đê điều, đặc biệt là các đoạn đê xung yếu, cống dưới đê trên địa bàn, chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông, ven sông, tổ chức trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu, thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh. Trước tình hình trên, thì Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa. Công an phường 1 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành điều tra vụ cháy xe taxi trên đường Nguyễn Văn Trỗi vào rạng sáng ngày 23 tháng 9. Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ cháy xe taxi trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Một người dân tại địa điểm chiếc xe bị cháy cho biết khoảng 2 giờ sáng ngày 23 tháng 9, người dân đi đường phát hiện một chiếc xe 7 chỗ bị bốc cháy nên đã hô hoán người dân xung quanh để dập lửa. Tại hiện trường thì chiếc xe taxi 7 chỗ trên bị cháy và hư hỏng nặng phần đầu. Cơ quan công an cũng đã ghi nhận hiện trường phục vụ công tác điều tra. Đến sáng cùng ngày, chiếc xe bị cháy cũng đã được cẩu ra khỏi hiện trường để đảm bảo việc lưu thông trên tuyến đường một chiều này. Tối 22 tháng 9, bỏ 120 triệu đồng mua tranh của Diệp Lâm Anh trong buổi đấu giá, nhưng doanh nhân Đức Phạm xin gửi lại tranh cho chính chủ và từ chối đi ăn tối cùng. Sau khi đấu giá bức tranh của vợ cũ Diệp Lâm Anh với giá là 120 triệu đồng, doanh nhân Đức Phạm nhanh chóng lên tiếng khi nhận nhiều bàn tán của khán giả. Anh chia sẻ là anh có người bạn mời đến buổi đấu giá để ủng hộ bà con ảnh hưởng bởi bão Yagi. Anh cũng khẳng định là xin được gửi lại tranh cho chính chủ để được bảo quản tốt hơn. Ngoài ra, khi người trong ban tổ chức buổi từ thiện cảm ơn và hỏi về giải thưởng, sẽ có một buổi đi ăn với người bán là Diệp Lâm Anh, nam doanh nhân này đã từ chối. Trước đó thì trong buổi đấu giá để gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, Diệp Lâm Anh đã góp một bức tranh vẽ bóng lưng của chính mình. Người đẹp này tiết lộ đây là bức tranh được vẽ trong thời gian cô gặp khó khăn trong cuộc sống. Bức tranh có giá khởi điểm là 30 triệu đồng. Sau nhiều lần trả giá, bức tranh đã thuộc về chồng cũ Diệp Lâm Anh với giá là 120 triệu đồng. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu cho biết động đất vừa xảy ra tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La có độ lớn là 3,3 độ. Sáng 23 tháng 9, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát đi cảnh báo động đất ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Động đất xảy ra vào lúc 0 giờ 36 phút theo giờ quốc tế ngày 23 tháng 9, tức là 7 giờ 36 phút theo giờ Hà Nội ngày 23 tháng 9. Một trận động đất có độ lớn 3,3 xảy ra tại vị trí có tọa độ là 20,926 độ vĩ Bắc và 104,765 độ kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trong thông báo nêu cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, động đất kiến tạo gây ra bởi đới đứt gãy tự nhiên, một hiện tượng địa chất liên quan tới các quá trình kiến tạo trong vỏ trái đất. Ở thông thường thì đứt gãy thường xảy ra tại nơi có điều kiện địa chất không ổn định. Khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nằm trên đới đứt gãy sông Đà đang hoạt động địa chất
diễn ra tương đối mạnh nên vẫn thường xuyên xảy ra động đất. Khu vực này được dự báo là vùng có nguy cơ xảy ra động đất và có thể xảy ra động đất mạnh hơn. Động đất ở Mộc Châu, Sơn La khác với loại động đất kích thích xảy ra tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Động đất kích thích xảy ra do quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới, khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên. Dự báo thời tiết thành phố Hồ Chí Minh hôm nay 23 tháng 9, nắng gián đoạn từ sáng đến trưa, về chiều và tối có mưa rào và dông. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh hôm nay 23 tháng 9, nắng gián đoạn từ sáng đến trưa, về chiều tối có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 29 cho tới 32 độ C, độ ẩm tương đối phổ biến 78%, mật độ mây là 82%. Thời tiết các tỉnh Nam Bộ ngày 23 tháng 9 năm 2024, Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 23 cho tới 26 độ C, nhiệt độ cao nhất là 29 cho tới 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 23 tháng 9, Hà Nội về đêm và sáng sớm có lúc có mưa, sau không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho tới 25 độ C, nhiệt độ cao nhất là 27 cho tới 29 độ C. Phía Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, đồng bằng ven biển, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 đến cấp 4, trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, vùng núi có nơi trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21 cho tới 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 26 cho tới 29 độ C. Thưa quý vị, chiều tối 22 tháng 9 tại thôn Xuân An thuộc xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã xảy ra sự việc cướp tài sản tại tiệm vàng. Thông tin ban đầu được biết khoảng 18 giờ 10 phút ngày 22 tháng 9, đối tượng Nguyễn Xuân Duy, sinh năm 2002, trú tại thôn An Liệt 3, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, đi vào tiệm vàng Kiên Thu thuộc thôn Xuân An, xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà. Đối tượng Duy bất ngờ dùng dao dọc giấy mang theo đe dọa cướp tài sản. Thời điểm xảy ra sự việc, ông Nguyễn Trung Kiên là chủ của tiệm vàng Kiên Thu đã hô hoán và cùng lực lượng công an xã Thanh Khê, tổ công tác 151 đang thực hiện nhiệm vụ gần đó, tiến hành khống chế và vây bắt. Sau khi bị khống chế thì Nguyễn Xuân Duy đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thanh Hà. Được biết trong lúc ngăn chặn đối tượng cướp tài sản, chủ tiệm vàng Kiên Thu đã bị thương. Vụ việc đang được cơ quan công an huyện Thanh Hà tiếp tục điều tra làm rõ.